Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chơi tướng Adun. Vâng, đây là một cái tướng thiên về là thủ. Và mình cũng sẽ đi cùng với Zone để hỗ trợ cho đồng đội. Thôi về thôi em ơi, dồn về thôi dồn ơi. Adun là một trong những cái tướng rất là ít người sử dụng để mà chơi. Cái tướng này nhìn có vẻ xấu xí quá. Sợ gì mấy đứa nó. Nên mày dồn. Wow. Adun yếu à? Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Sợ gì mấy đứa đứa này? An enemy has been defeated. An ally
has been defeated. Sợ gì đó, ôi giời ơi, Adun đánh dùng lắm. Giết thích kinh mấy đứa luôn. An enemy has been defeated. Just give up. Giao cho băng giả vậy. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Zone. Adun chơi được không? Đấy, trang bị của Adun này, mình kiểu là lên các cái món thủ thôi. Đấy. Các bạn xem món thủ, này. Đơn giản thôi. Đấy. Khá tốt. Chú để cho bạn chú thoải mái.
Tôi lắc chứ anh em nhỉ. Trời ơi, lắc kinh hồn luôn á. Điều khiển không được luôn á. Legendary. Zone đánh tốt lắm zone. 7-0 rồi đấy. Enemy double kill. Đi mình hỗ trợ cho Zone, Zone đánh sướng quá. Gì mấy đứa chơi gì mà hack map mà có ai hack map đâu. Đó, cứ lên được đó, lên được từ đó là dừng. Thả tên này. Mình xịt được một em. Không điều khiển được này. Cái màn hình máy tính nó có, màn hình của cái điện thoại nó bị lỗi thôi. Look at my cool. Legendary. Trời ơi. Enemy double kill. Đắc quá. Protect the tower. The Dark Slayer has been defeated. Everyone push mid. Thưa các bạn, cái điện thoại mình nó có cái dấu hiệu là bị đỡ cái nút điều khiển này, hay lấy tay mình tới cứ điều khiển được lúc là nó đứng lại không lên. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Gì đang nhìn đánh được cái ống này. An enemy has been defeated. Legendary. Tốt lắm tốt. Đấy, đồ của mình lại mình cứ lên đồ phụ trợ thôi. Trời ơi, nó bắn như là bắn trái xả. Và khi đợt trận này đã kết thúc, mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái tướng Adun cho các bạn, để các bạn hình dung ra là cái chơi cái tướng này nó có những cái lợi thế gì. Adun chắc chắn là nhất rồi. Thôi la cho tất cả đồng đội vậy. Mình giới thiệu sơ qua, mình là đi support các bạn đấy. Thôi không chơi đâu đấy, support sẽ lên huân chương hải thần, áo choàng thần ra, và đặc biệt là phải có áo choàng băng giá, vì là Adun là một trong những cái tướng tiếp cận cận chiến, do đó phải dùng áo choàng này
để mà khống chế được tướng địch, tạo điều kiện cho AD có thể đứng sau xả kiêu để kiên cường. Và đáng lẽ là mình sẽ lên một số cái món giáp khác, nhưng tuy nhiên là mình chưa kịp mà phun thì đội bạn đã thua rồi. Nhưng mà theo mình thì chiều cuối thì Adun nên lên cho mình những cái trang bị có cái sức chống chịu. Vâng, đấy, chống chịu thiên về máu. Thế nên các bạn có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như mà đội bạn mà đội địch mà thua thì mình thì đi thêm mấy món công. Và khi đợt chia sẻ với các bạn về tiếng Adun này kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha.